Bạn hôm nay thì mình cũng tiếp tục qua đây quay cảnh mấy anh đang chuẩn bị để quay những cái cừu tràm nữa các bạn. Trước tiên thì đắp ba cắm ba cái cừu dừa xuống hết rồi đó bạn. Bữa nay thì tiến hành lập cừu tràm xuống các bạn. Hôm nay thì 18 ngày các bạn, tính ngày xe chìm các bạn. Xe chìm 18 ngày. Nằm dưới sông 18 ngày rồi đó các bạn. Vì mấy anh chụp vớt thì không gài cũng nếu mà chìm xe chìm 18 ngày, chụp vớt 14 ngày đó các bạn. Mà chưa có gì hết trơn. Mấy cách trước thì không có kết quả nên bây giờ thì dùng những cái từ dừa để ra be luôn các bạn này. Thì cuốc đang bơi ngang các bạn. Cắm cừu tràm đó các bạn, cắm cừu tràm xỉa xuống cho nó thích luôn các bạn. Rồi mình mới tiến hành là đưa lưới bẫy mưa xuống các bạn, rồi mới bông bạc thì mướn thằng lặn, kêu thằng lặn ém đất cái dưới nhắn xuống, rồi mới tiến hành là bơm, chắc cũng khoảng 2-3 ngày nữa các bạn. Cảnh trên cầu mình quay xuống nè, bông giữa kinh bữa nó dở cái chỏ lên rồi các bạn, nó gặp tới dưới. Quá trời công trình không vuông rồi các bạn, không lắm luôn các bạn, mấy chục cây dừa luôn. Tại xà lan này rất là dài luôn các bạn, tới 18 mét luôn rồi, 18 mét chiều dài, chiều lên tới 1m7 luôn các bạn, bị ngang 48 luôn rồi. Xà lan này bự, xe cuối thì cũng 0.7 hả?
truyền ba cây cừ tràm xuống xà lan các bạn, rồi họ sẽ cắm be ngoài phía ngoài sông các bạn. Bây giờ nghỉ trưa các bạn, giờ mấy ảnh tiến hành là làm tiếp các bạn. Để mấy cừ tràm xuống các bạn. Nẹp đó rồi mấy cắm các bạn. Ghê quá. Cái gì ạ? Bay luôn đó, anh bay luôn đó. Không kia đập thiệt không? Dạo công trình ghê không?
dữ lắm luôn các bạn. Cừu hay mời có lẽ là bông lưới bê mư bông bạc nó xuống luôn các bạn, muốn thả lặng lặng chứ nữa. Này nữa tính dùng máy gì bơm anh Thang? Máy bơm cát bỏm á. Tàu bỏm đầu tiên á. Ừ. Chứ kêu ổng lấy cái máy cu le á. Cô le mà gắn cái co bơm nước vô. Lỗi luôn. Chưa gào lưới bơm mấy ông nổi luôn. Ừ. Ông dài đằng kia là hết rồi các bạn. Ra tới đây. Hai cái chàm này nè các bạn, hai chàm này là cái be của xà lan các bạn, nó nghiêng về đây các bạn. Đang xéo về đây nè. Dư luôn rồi.
cây nữa xong một phút nữa. Cắm cự thêm bạn, cắm thêm hai cây dừa nữa. Cậu đóng rồi, cậu đóng rồi, đi với cậu đóng. Nhổ cái đó lên.
Gái ơi. Dính xà lan cái gì rồi. Gà kìa. Từ chàm là hơn phân nửa đó các bạn. Cũng xin kết thúc video đi các bạn ơi. Mời mình sẽ qua quay tiếp theo video tiếp theo cho các bạn xem nha. Tại vì ngày mai chắc có lẽ mấy cái vòng lưới biển mưa này xuống các bạn, bạc này xuống các bạn. Rồi các bạn xem và nhớ theo dõi tiếp theo của những video tiếp theo của mình nha.